Chị Thảo ơi. Ai đây? Chị em. Cái gì đấy em? Mẹ em bảo mang hộp sữa cho chị. À chị nhớ rồi, cảm ơn nhá. Dạ, cảm ơn mẹ nhá. Thôi chị với chị tí nào, mẹ... lâu hai chị em không gặp nhau. Mẹ em bảo về về ngay để con đi cho. Thôi bảo với chị tí. Thôi, hôm hôm nay em sang, hôm nay. Cái quần đẹp nhỉ? Dạ, quần con voi. Bà vào nói chuyện với chị tí nhá. Tí tí thôi. Mẹ thôi. Đây. Hai chị em lâu không gặp nhau nói chuyện tí điểm sao? Ừ. Nhưng mà có chuyện gì để nói thì em đâu ạ? Chuyện lắm. Có thể mẹ bảo cầm hộp sữa ăn cho chị ạ? Dạ vâng. Chị hình như chị nhờ mẹ em mua phải không? Mẹ em vừa về bác bảo em chạy sang đây luôn. Khổ quá chị hay quên. Em mang sang chị nhớ đấy. Thế ông Thọ à, nhớ này nhỉ? Thế không biết cái con voi này nó có sản xuất được chưa nhỉ? Không, con voi này không sản xuất ra đen xịt đâu. Đó là cái quần đồ chơi thôi. Trời ơi, chị nhìn thấy là thấy nó được đấy. Ơ, được. Dạ, đúng chị, dạ. Chị sao đâu, không có đâu, không biết kêu nữa hả? Dạ, làm chơi chít 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 chít. Chị thích cái quần này lắm rồi đấy. Thế là cởi ra cho chị xem tính nhỉ? Ơ, không, không được. Còn mẹ mới mua không cởi đâu. Có làm sao đâu, không. Không, quần của em mà. Vừa nãy mẹ đi chợ về nha, mẹ thấy đẹp mẹ mua cho em luôn đấy. Thì thấy chị không? Cái bên trong cơ. Cái bên trong cái gì? Bên trong cái con bòi voi bên trong là nó có biết kêu này không? Hả? Con bòi voi, em làm gì con bòi voi đâu, có mỗi cái bò con bòi thôi. Thằng này chị nói khác mà không hiểu. Ê, bòi voi là cái gì? Là gì rồi? Đó, em vẫn đang đi học. Em vẫn đang đi học hả? Dạ. Chị tưởng đi làm rồi ấy. Không, em đi làm người ta không nhận, thế nào thôi mẹ lại xin cho em đi học. Này, đi học được nữa, bỏ học đi. Không được, đi học còn nhiều bạn lắm, vui lắm. Ôi, thế cái lọ sữa đẻ bao tiền này? Em không biết nữa, nhưng mẹ bảo cứ mang sang cho chị đi, còn tiền nong hôm nào chị đưa cho mẹ em cũng được. Em không biết đâu. Thế à? Thôi, chị ngồi nhé, em đi về đây. Ở đấy thế bà tâm với chị rồi mà. Tâm sự gì nữa, chị rồi gì chị nói đi. Chị thích con quay quá. Chị thích, chị đang phải chờ mà mua. Ngoài chờ thiếu gì. Nhưng mà chị không thích con quay ngoài đấy, chị thích con quay này. Chị đó, con quay ngoài đấy, con quay này đúng không mà. Chị sợ con này thấy thích hơn. Ờ. Không, cái này là miệng mua cho em, không cho chị đâu. Con em cũng... Thằng này sao nhỉ, sao phải ngại nhỉ. Ngồi đi, ngồi đi, khổ quá. Thế này á, thì chị cũng chọn là sao không tham không chơi. Mình tiền thì sơ bao nhiêu, có vài chục, còn đâu. Tấm đi chơi game hết. Chơi game nhá. Thôi, chị tí thôi. Mẹ em bảo là không được nhận tiền của người khác như thế nào hư lắm. Thế nào, thế con thế này nhá. Thế em bảo kìa, bán chị quần mới của em mà. Chị đi sợ con voi này nó cũng thích ấy, nhưng mà không thích, con voi voi trong này nó có cứng được hay không nhỉ? Con voi voi nào, em làm gì còn con voi voi nào nữa đâu. Con voi voi thôi. Thằng này ngố thế nhỉ? Con nói thế nó không hiểu. Tôi không không vào đâu. Quá nhỉ? Để chị làm cho. Không biết làm chị này nữa. Tôi đi làm đi đây, tôi mà. Tôi không. Mỡ trở về miệng là có biết